làm tới hương vị của đam mê không anh em? Đang đi câu rồi lên ngọn đầm, bây giờ lại chạm trán với một bồi chùm lé nữa. Giờ bắt đầu phải dọn. Thật sự là mình rất là ghét cái cây này, ghét cực kỳ luôn. Đâm cái nào cái nấy thì tỉnh ngủ. Ám ảnh thiệt luôn đó chứ, đi đâu cũng gặp đó. Ai mà bay băng qua cái bụi này mà không, chắc đi qua chắc phải nín thở quá. Tứ phía rồi Thành ơi, tứ phía rồi, đâm tứ phía rồi. Đi từ từ ra nha. Rồi, ok. Chưa. Á, à, gài 7 ở đây nữa nè. 2 cộng 2 bên. Trời, chùm lé là chùm lé, go phát vô xeo, ok. Đâu phát mi. Trời, chống trải rồi cô. Hello 500 anh em. Hôm nay mình tiếp tục với cái series Bình Đại Mùa Gió Trước năm 2020 của mình. Và cái tập này được post lên vào năm 2021. Hẹn trước luôn. Ừ. Không phải hẹn trước mà kiểu như thời series bố chắc 2020 mà post lên mà tập được post lên vào 2021 phải không? Hiểu không? Mình nói vậy cho nó nói nó phân nì. Thì bữa nay là hai anh em mình tiếp tục đi câu cứ với chuối lên kiếm cá hành cá cháp thôi. Theo em nghĩ thì hôm nay anh với em nên làm một cái challenge nhỏ là anh với em sẽ thi gần nào câu được cá cháp lớn. Cháp lớn nhất đúng không? Cháp lớn nhất. Ok. Ừ. Một chầu cà phê. Cà phê tối về chiều. Không, cà phê ở gần nhà anh á. Ok. Ừ. Một chầu cà phê, nào thua thì nó trả. Rồi, ok. Tật nhưng mà nhẹ mà cá cũng như nhỏ mà sao nó không vô lưỡi. Giờ ta cống nó mới tật. Chạy dữ vậy. Có tung. Cũng được ha quý vị. Tôm nhảy tuốt ngoài kia đâu nhảy đây đâu. Quýnh ra tao ngoài đó mới được. Banica. Không, Banica nó sinh kinh mà, vẫn chạy làm cái gì. Ý, ghê vậy. Mày làm ghê vậy Thành. À phê. Chém. Mú. Cháp mà chạy ghê vậy ba. Thôi cháp thì thua mình nè bạn ơi. Thua mình rồi. Thua con cháp của mình nè. Mọi người chắc xem sai á.
Ừ. Ghê đâm nè. Úi, tội vì là ghê vậy, ghê vậy. Trời ghê quá anh ơi. Liên tục, liên tục. Ừ. Con gì? Đủ. Đá mồi mình luôn mới ghê chứ. Có đá mồi. Cá nhỏ. Nói chung là ăn chậm nhưng có ăn ba. Ừ. Đu, đu vô, vô, vô. 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 Ngon. Trời ơi. Really nigga. Why? Why it can happen? Sao không đứng ở đó nữa? Sợ té. Nắng quá sợ chóng mặt té. Đó, vô rồi đó. Nó đá là nó lấy nó chạy luôn rồi. Bự không? Bự không? Ổng à, ổng à. Tao với mày là hai thái cực của cuộc sống luôn á Thành. Mày thấy tao mà giống hai thái cực cuộc sống không? Ngay cả con mồi nó cũng khác nữa. Từ con người đến con mồi ha. Ừ, từ con người đến con mồi. Mới đá hả? Lưỡi mày bự quá không vô á. Thử đá banh đi ra tao thử đi. Xỉu luôn. Vẫn không xuống tới nha. Ngoài đó kéo vô vẫn không đụng. Vô tới đây mới đụng. À, chán thiệt luôn á chứ. These nuts. Got it. Oh, nó cứ vậy hoài anh. Got it. Why? Không có sai càng lớn mày. Ừ, sai to dần. Vô, bự 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 bự. Bự rồi đó. Hàng rồi đó. Được. Móc móc trên đầu vậy là không có tính nha. Có bự cũng không có tính con đó móc trên đầu.
Má ngược nước mạnh dữ. Xu hướng chạy vô cống hả? Trời ơi. Rồi cân rồi mày, chết mày rồi. Mày toan cái tanh rồi Thành ơi. Ăn nhẹ rồi nó còn hồi nó ăn xong nó còn không chạy nữa, đứng im đi theo mình kéo mồi đi theo mình luôn. Có chịu vậy? Ừ. Lúc tao đóng lên tao mới biết là dính cá đó. Bảy lạng 45. Bảy lạng 45 nha anh em, mình lấy con này làm chuẩn. À, mình sẽ nói một chút về cái con mồi mà mình mới dính con cá. Thì cái đầm này á, là hai bên cái đường nước chảy của cái cống á, là nó rất là cạn, nhưng mà ở giữa nó rất là sâu. Thành em quýnh con Evergreen lặn chắc con nó 2,5 m đó Thành. Cỡ đó, 2,5 m. Thì thật ra hôm nay mình không có đem bất cứ con mồi nào nặng to và có thể lặn đến 2,5 m. Thì mình đã tìm cái con mồi lặn sâu nhất của mình là con Sosat 58. Rồi mình dán thêm chì phía dưới để cho nó chìm. Một khi nó chìm thì mấy bạn biết là cái đầu sâu của nó là không giới hạn rồi. Tại vì con mồi đã sinh kinh thì quăng xuống đầy chút nó chìm tới đáy là cỡ nào nó cũng lặn tới hết. Thì cái block về cái chuyện mà dán chì mình đã làm rồi. Thì anh em bây giờ anh em đã hiểu cái độ tầm quan trọng của chì dán chưa? Trong quá trình anh em đi câu giống như mình bây giờ mình đang có mặt ở Bình Đại mà mình không có đem mồi. Mình có thể mượn mồi của anh em, nhưng mà thật ra thằng Thành nay đem đúng một con lặn sâu như vậy thôi. Từ sáng giờ nó lên cái rất là nhiều, lên cái nhiều hơn mình tại vì nó đánh đúng cái tầm nước. Còn mình thì mình mới vừa modify cái con Sosat này dán chì vào để cho nó chì lặn tới cái đầu sâu của thằng Thành. Mới dính được cá. Rồi anh em ơi, Thành đang lên cá ký 2. Đây rồi. Đây rồi. Chết rồi anh em ơi, Thành lật kèo rồi. Trời ơi, con này nặng hơn chắc rồi. Cái kẹp cá đâu. Chết rồi anh em ơi. Thành lật kèo rồi. Thấy giờ 8 tao đám 1-0 nha anh em. Thành lật kèo 8-1-0. 45 chị em ơi. Mưa nó hết vô rồi. Bây giờ anh em mình đi về đi cá giờ nó hết ăn rồi phải không? Bây giờ anh em mình đi về. Trước khi đi về thì mình tổng kết ngày hôm nay. Tổng số ký cá ngày hôm nay là bao nhiêu ký? Mình cân nhẹ đi. Năm ký 345 là số cá của hai anh em câu được. Và con cá mà thắng cái cuộc thi đấu ngày hôm nay là cá của Thành. Và con cá 8-1. Em thấy em thắng anh, em thấy sao Thành? Vui. Vui lắm. Mình thắng anh mà vui lắm, hồn thù được lần trước. Ok, bye bye. Chẳng qua là mày biết cái đầm này rồi. Mày biết cái hầm này rồi. Mày biết cái địa hình này mày hên hơn. Đây là tổng số cá ngày nay anh em mình câu được. Con cá 8-1 của con Thành chắc con cá này quá là. Con này hiểu không? Bự đi nè. Đúng rồi. Thì đây anh em coi cái lóc này là cũng là một trong những cái lóc cuối cùng của mùa giỏ chướng series năm 2020 rồi. Thì sắp tới là mình sẽ làm thêm nhiều cái series khác chứ không phải là series mùa giỏ chướng không, nhưng mà nó cái đồ sát của nó còn rất là nhiều điều mà mình chưa có hoàn thiện được nên là mình chưa có thể bắt đầu làm một cái series đó, cho nên là mình sẽ tạm gác lại vào có thể là vào năm sau mình sẽ làm tiếp những cái series khác. Trong năm nay thì trong mùa chướng năm nay thì mình test rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như Iron Man The Front cần function là mới đây, và cần du lịch năm khúc là Red White Shark, như là những cái sản phẩm mà trong cái mùa trước năm nay là mình test là chủ yếu ở Bình Đại. Sau mùa trước này mình sẽ đem những sản phẩm đó đi test ở những nơi khác, câu những loài cá khác, địa hình khác để đem lại cho những anh em vlog, những vlog có nội dung thật là thú vị. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em lại mình những vlog sau. Chúc anh em nhiều sức khỏe, là được nhiều cá.